Chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh của em Vinh. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ tiếp tục những series giới thiệu về những mẫu xe của nhà Toyota. Thì nhân vật ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho quý anh chị đó chính là chiếc xe Toyota Yaris. Phiên bản này là chỉ có một phiên bản đó nha quý anh chị, của năm 2021. Cực kỳ đẹp và cực kỳ cá tính luôn. Một chiếc xe hatchback cỡ nhỏ, rất phù hợp cho chị em phụ nữ. Thì ngày hôm nay em sẽ báo giá tạm tính chi tiết giá lăn bánh chiếc xe Toyota Yaris tới quý anh chị với giá niêm yết công bố là 668 triệu. Thì đối với những anh chị mà có hộ khẩu tại thành phố, thuế trước bạ của chúng ta sẽ là 10%, giá xe lăn bánh sẽ rơi vào tầm khoảng là 757 triệu. Đối với những anh chị mà có hộ khẩu tại các tỉnh lân cận như là Long An, Đồng Nai, tiếp giáp với lại thành phố, thì giá em nói chỉ rơi vào tầm khoảng là 738 triệu thôi. Ngoài ra bên em cũng có hỗ trợ mua xe trả góp. Thì đối với dòng xe Toyota Yaris này thì quý anh chị chỉ cần đưa trước cơm khoảng 200 triệu là chúng ta có thể dinh ngay em Toyota Yaris tươi này về nhà rồi. Về chi tiết giấy tờ thủ tục vay, lãi suất thì quý anh chị hãy gọi ngay vào số điện thoại phía trên màn hình giúp em, để em có thể tư vấn cho anh chị một cái lãi suất ưu đãi nhất để anh chị có thể sắm sửa cho gia đình mình một chiếc xe hoàn toàn mới này của chúng ta, được trang bị với 8 màu sắc cơ bản. Thì rất là nhiều màu sắc để quý anh chị có thể lựa chọn. Riêng đối với dòng xe này thì ngay trước mặt anh chị đây chính là màu trắng. Ngoài ra chiếc xe chúng ta còn được những trang bị những cái màu như là màu xanh, rồi tiếp theo là màu xám, màu đen, màu cam, màu đỏ, màu bạc, và đặc biệt một màu mới là màu vàng chanh. Rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc để quý anh chị lựa chọn. Thì tiếp theo đây, ngày hôm nay em cũng sẽ giới thiệu đến quý anh chị những điểm thay đổi nổi bật tạo lên chiếc xe Toyota Yaris hoàn toàn mới, vô cùng đẹp ngay trước mặt anh chị đây. Thì điều đầu tiên mà chúng ta có thể quan sát được đó chính là phần cụm đèn. Thay vì cụm đèn ở phiên bản tiền nhiệm trước, chúng ta chỉ được trang bị cụm đèn giống như kiểu của Vios. Trên phiên bản G của Vios thì bây giờ chúng ta đã được trang bị một cụm đèn pha hoàn toàn là LED luôn ha. Full LED. Đó. Chia ra làm 3 khoang. Thì hiện tại em đang mở ở chế độ đèn code, thì là hai khoang ngoài này của chúng ta sẽ sáng. Khi chúng ta chuyển sang đèn pha thì cả cái khoang thứ ba này sẽ sáng. Rất là đẹp ha. Kiểu thiết kế đèn rất là đẹp. Thay vì đèn định vị ban ngày, ngày trước chúng ta sẽ nằm ở khu vực này, thì bây giờ chúng ta đã được trang bị một dải LED định vị ban ngày chạy dọc theo đèn pha ha. Rất là đẹp. Phía trên này là đèn xi nhan. Đèn xi nhan, đèn chuyển hướng của chúng ta ha. Vẫn có đèn tích hợp ở trên gương chiếu hậu. Rồi, điểm thay đổi tiếp theo về phần đèn sương mù. Đèn sương mù của chúng ta đã được thu gọn lại, tinh chỉnh nhỏ lại, và cũng được trang bị là bóng LED với một cái hốc gió được sơn màu đen bóng. Rất là đẹp vòng quanh đèn sương mù. Điểm thay đổi tiếp theo á, chúng ta lại được trang bị thêm cả miếng góc trước. Rất là thuận tiện cho quý anh chị sử dụng xe. Khi có cả miếng góc trước, chúng ta sẽ biết được phía trước chúng ta có vật cản hay không để tránh va chạm tới chiếc xe của chúng ta. Một bộ body kit rất là đẹp. Phần cản trước rất là xinh xắn. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong. Bản rộng chạy dọc từ trên logo xuống phía dưới cản xe. Rất là đẹp quý anh chị ha. Rồi, chúng ta cùng tiến qua phần hông xe ha. Phần hông xe thì mâm về phần mâm chúng ta vẫn được sử dụng mâm như phiên bản tiền nhiệm. Vỏ của chúng ta thì vẫn được trang mâm của chúng ta vẫn được trang bị là mâm 16 inch thôi. Đó. Thắng xe chúng ta là thắng đĩa 4 bánh anh chị ha. Gương chiếu hậu của chúng ta thì được sơn cùng màu thân xe. Có tích hợp chỉnh điện, gập điện. Tích hợp đèn báo rẽ luôn ha. Tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp nút mở khóa thông minh. Đó, rất là đẹp. Tông màu chủ đạo trên chiếc xe Toyota Yaris của ngay trước mặt quý anh chị đây là màu đen và màu trắng pha lẫn. Như chiếc xe rất là hài hòa và trung tính. Phần cụm đèn pha của chúng ta thì chúng ta được trang bị một dải đèn LED này, chạy dọc từ phía trong này ra đến ngoài này. Đó, rất là đẹp. Phía dưới này là đèn báo dê và đèn xi nhan chuyển hướng. Thì chúng ta có sử dụng bóng đèn halogen thôi. Rồi.
anten của chúng ta thì đã được vẫn là anten vây cá anh chị ha, rất là đẹp. Phía dưới này chúng ta đã được trang bị thêm trên phiên bản Toyota Yaris là hai cảm biến lùi và hai cảm biến góc. Đó, anh chị có thể quan sát ha. Phía đây là cảm biến góc của chúng ta. Phía trong này là hai cảm biến lùi. Camera lùi đã được tích hợp ngay trên xe ha. Đây là camera lùi của chúng ta ha. Đây, đây chính là camera lùi. Đó. Em sẽ mở phần cốp sau này lên cho quý anh chị quan sát ha. Rồi, đây là phần cốp sau của xe Toyota Yaris. Vô cùng rộng rãi ha. Đó. Rất là rộng rãi. Phía dưới này chúng ta được một khoang hành lý rất là rộng rãi này. Phía trên này chúng ta cũng có thể để được những cái vật dụng nhẹ. Đó, ví dụ như là túi xách, rồi là mấy cái nhẹ nhẹ quý anh chị có thể để lên đây. Dạ rồi, tiếp theo thì em mời anh chị bước vào khoang nội thất xe ha. Thì khoang nội thất xe của chúng ta được thiết kế với tông màu chủ đạo là màu kem. Đó, quý anh chị thể quan sát ha. Phần táp bi cổ này của chúng ta này được bọc da với đường chỉ khâu rất là sắc nét này. Phần bệ thì tay này của chúng ta thì được sơn bóng, tay nắm cửa mạ chrome hết anh chị ha. Đó. Phía dưới này là phần hộc để chai nước. Đó, rất là rộng rãi, chúng ta có thể để được 4-5 chai nước ở đây luôn. Ở đây là cái nút chỉnh đóng mở kiến trên kiến lái. Rồi, em mời anh chị vào trong xe luôn ha. Rồi, bước vào khoang nội thất phía trong xe thì điều đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận được đó chính là cái màn hình táp lô của chúng ta. Quạt hơi lớn ha. Để em mở nhỏ tiếng quạt xuống để anh chị có thể quan sát tốt hơn. Rồi. Ngay phần vô lăng của chúng ta đã được bọc da và tích hợp rất là nhiều nút bấm này. Anh chị có thể quan sát rất là nhiều nút bấm điều khiển màn hình đa thông tin. Đó. Rồi là nút này là nút đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng. Màn hình của chúng ta thì được trang bị một màn hình giống như kiểu trên phiên bản VOSG. Đó, một màn hình đa thông tin rất là lớn ở đây. Đó. Chúng ta có thể kiểm soát được tất cả thông tin trên chiếc xe của chúng ta đối với một cái màn hình đa thông tin đầy đủ thông tin như trên chiếc Toyota Yaris này. Rồi, phía bên này thì chúng ta cũng được trang bị là đèn auto tự động bật tắt trên phiên bản này. Đó. Điểm thay đổi tiếp theo là chúng ta được trang bị Cruise Control, ga tự động. Đó, cái này rất là thuận tiện cho những anh chị nào hay đi những cung đường xa. Đó, thường xuyên đi cao tốc thì cái này sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho chúng ta trong quá trình sử dụng xe. Chúng ta cũng được trang bị một màn hình DVD. Đó, màn hình DVD có đầy đủ kết nối điện thoại rồi Bluetooth, nghe radio, ra lệnh bằng âm thanh. Đó, đầy đủ hết quý anh chị ha. Phía dưới đây thì là chúng ta vẫn là chiếc cái điều hòa, vẫn là phần điều hòa. Điều hòa của chúng ta là tự động, hoàn toàn tự động hết anh chị ha. Nút bấm. Rồi, xe của chúng ta thì vẫn được trang bị một cái remote. Đó. Và nút đề start stop đầy đủ hết anh chị ha. Xe của chúng ta sử dụng đề start stop và điều khiển bằng remote. Ở hàng ghế thứ hai này của chúng ta thì vẫn giữ nguyên cách thiết kế trước. Rất tiếc là vẫn chưa có bệ tì tay ở đây. Đó, chúng ta vẫn được trang bị trên xe Toyota Yaris là 7 túi khí. Đó, vẫn có đầy đủ dây đai an toàn. Đó, có tựa đầu, đầy đủ tựa đầu ha, cho ba hàng ba vị trí ngồi phía sau. Đó, dây đai an toàn 3 điểm. Đó, móc ghế Asofit, móc ghế an toàn trẻ em Asofit anh chị ha. Đầy đủ hết những tính năng cơ bản. Về cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Toyota Yaris này của chúng ta thì nó là vô cùng ít rồi. Thì trên thông số của nhà máy cung cấp, đối với cung đường kết hợp thì chúng ta chỉ tiêu tốn 6,38 lít trên 100 cây thôi. Trong đô thị mà trong đô thị đông đúc thì chúng ta chỉ mất khoảng hơn 8 lít một chút xíu. Đó. Còn nếu mà anh chị chạy những cung đường ngoài đô thị thì chỉ hơn 5 lít chút xíu thôi.
Video của em thì đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi kênh. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh, nhấn like và để theo dõi những video mới nhất đến từ đại lý xe Toyota Tân Tạo.